Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Kênh mình Đức Đỏ được các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi tham quan một số dòng cá còn tơ của mình ha. Và mình sẽ cho tất cả các bạn xem cái dàn thùng xốp mình mới vừa làm. Mình cập nhật cho nó có một số dòng cá mới để cho tất cả các bạn tham khảo ha. Hôm nay mình sẽ đi quay tất cả các bạn những cái dòng cá hiện tại đang có ở đây. Một số dòng cá từ cá con đến cá lớn và những em cá có thể sức được sinh sản rồi, để cho tất cả các bạn học thêm vài cách để nuôi cá bé màu tại nhà của mình ha. Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường thì mình sẽ đi cho cá mình ăn cho tất cả các bạn xem ha. Và mình sẽ cập nhật quy trình từ những em cá nhỏ đến những em cá lớn cho tất cả các bạn xem một vài dòng nha các bạn nha. Thì có những cái hồ mình nuôi gần nhau á, thì sau quá trình mình nuôi á, thì mình có những cái bầy cá từ những em cá giống đẻ tùy đợt ra. Thì sẽ có những em cá từ size tầm 3 tháng tuổi các bạn ha, đến độ khoảng tầm 2 đến 3 tuần tuổi, thì tùy theo những bộ gen các bạn nha. Đây là clip đầu tiên về những em cá bảy màu Lutobat trong quá trình mình nuôi phát triển các bạn ha. Và đây là size của Lutobat khoảng 2 tháng rưỡi các bạn nha. Đó, thì để lên một cái độ size nhất định nào đó thì chúng ta phải nuôi và chăm sóc và thay nước hàng ngày. Thì những cái dòng cá mà các bạn nuôi về cái vây lưng to và hoặc là cái tay bơi dài á, thì nó rất là kỹ về cái nguồn nước. Nếu mà các bạn không thay nước thường xuyên hoặc là các bạn không cho ăn thường xuyên á, thì cái vấn đề về body nè và tay bơi của những dòng cá này rất là dễ dàng bị vấn đề về nấm ha. Đó thì sẽ ăn dần vào tay bơi, sẽ mất tay bơi các bạn ha. Nên là những dòng cá này thì nên nuôi những hồ có lọc và thay nước khoảng định kỳ khoảng 2 đến 3 ngày một lần, giúp cho cá mình phát triển tốt hơn và chất lượng hơn. Các bạn nào thích chơi những dòng cá bảy màu thì có thể tìm hiểu sơ lược về những màu sắc mà mình thích. Nói chung về cá bảy màu là một dòng cá, không phải một em cá có mang trên thân 7 màu sắc, nhưng mà một dòng cá có thể đa dạng màu sắc về những dòng cá khác nhau cho cùng cái tên gọi là cá bảy màu. Và đặc biệt cá bảy màu thuần chủng thì khi mà chúng ta nuôi thì đó là một cái tính trạng các bạn nha. Đó, thì mỗi tính trạng sẽ mang một màu sắc riêng và một màu sắc nào đó mà các bạn thích trong những cá thể cá bảy màu mà các bạn ưng ý. Ví dụ trong cá bảy màu sẽ có những cái màu chủ đạo như là màu đỏ này các bạn, là những màu tươi nè, màu vàng hoặc là màu xanh dương mà giống như dòng Lutobat ha. Hoặc là những cái dòng pha trộn giữa những cái tay bơi to như là dòng Dumbo lên full thân trên giáp và có hai cái tay bơi màu xanh ha. Thì đó là những cái đặc trưng của những dòng cá bảy màu. Và cá bảy màu sẽ chia làm nhiều loại khác nhau, thích hợp cho quý anh chị các bạn chơi hồ kiến và chơi top view. Hồ kiến thì mình gọi là side view, là chúng ta có thể nhìn trực diện ha. Thì đây là một clip quy trình mình nuôi những em cá nhỏ các bạn. Thì ở đầu nãy các bạn mới xem là Lutobat và những dòng cá khác như là dòng Full Red. Và dòng Full Red này là size khoảng 2 tháng các bạn nha. Đó, thì những em cá này sẽ được lựa vào những size mà cá mà chuẩn bị vào hậu bị để cho lứa đẻ tiếp theo. Khi mà một bầy cá lên á, để mà một chạy duy trì những dòng cá bảy màu liên tục thì phải có những em cá hậu bị các bạn nha. Ví dụ là một lần lên khoảng tầm 50 đến 60 cặp cá thì chúng ta phải lựa lại 10 cặp, còn 50 cặp phải xuất ra thị trường đó, để giữ lại những cái bộ gen mà các bạn lựa là những em cá ưng ý nhất. Và khi mà các bạn cho sinh sản tại nhà của mình thì các bạn sẽ lựa là những tính trạng và những cái cá thể nào mà các bạn thấy là đẹp nhất và chất sắc nhất của bầy đó thì các bạn sẽ lựa lại tiếp tục ha. Và đây là cá Full Red BDS mà size 3 tháng rưỡi. Thì đây là sẽ rơi vào size sinh sản các bạn ha. Đó, cá sẽ lên rất to và lên bầu rất tròn ha. Và lên vây lưng của cá trống các bạn nhìn nè, rất đậm và rất tươi, để lựa ra những em cá mình thấy đặc chuẩn nhất của cái bầy cá này. Nếu mà các bạn nuôi cá bảy màu mà các bạn thường xuyên thay nước á, thì nó sẽ là một vấn đề rất là dễ dàng khi mà cá mà nó cho ăn và số lượng nhiều như thế này ha. Nếu mà các bạn không thường xuyên thay nước thì các bạn cho ăn ít lại nha. Đó, còn bên mình thì cứ 2 ngày mình sẽ thay nước một lần. Và hệ thống lọc của mình á, thì các bạn thấy nước rất là trong nhưng mà cá bảy màu nó vẫn thích nước cũ. Nhưng mà mình phải kiểu như là mình thường xuyên thay nước mới á, để cho cá mình nó tốt hơn và chất lượng hơn, để hạn chế cái mầm bệnh trong hồ. Và đây là cái bọn rồng đỏ Ribbon BDS mà dán sọt của mình. Mình đang pha trộn và đập lại những với những em cá rồng đỏ BDS ha, các muôn tia các bạn nha, để cho ra được cái bộ con nó chất lượng và nó đẹp và nó xuất sắc các bạn ha. Khi mà chơi cá bảy màu thì mình luôn luôn có sự đổi mới, là mình sẽ nhập những bộ gen khác của những nhiều anh em khác nhau để về mình phối lại với bộ nhà mình, để cho ra được một cái kiểu hình, một cái chất lượng gen tốt nhất và chất lượng nhất. Và đây là cái bọn coi đen các bạn nha. Đó, thì dòng coi thì nó sẽ chia làm nhiều loại khác nhau, đó là về coi đen sọt phi bông nè, view coi sọt này, coi đỏ này các bạn, coi đỏ sọt. Thì tính trạng từ những cá thể mà nó bình thường các bạn, là dáng bình thường dáng dài á, thì sau nhiều lần chúng ta nuôi thì sẽ đột biến, và trong cái quá trình đột biến á thì nó sẽ đột biến ra những em cá dáng ngắn hơn, thì chúng ta sẽ giữ lại những cá thể có cái dáng ngắn hơn đó và tiếp tục làm cho những đời tiếp theo.
thì sẽ ra được những dòng cá sọt. Thì nếu mà các bạn bắt đầu chơi thời điểm này á, thì những dòng cá này đã xuống giá rồi các bạn nha, và dễ dàng tiếp cận hơn so với thị trường. Còn những thời điểm đầu mà cá mới du nhập về Việt Nam, hoặc là những cái phong trào Việt Nam về cá bể màu các bạn, nó mới phát triển thịnh hành á, thì những dân cặp ngắn thế này dao động tầm khoảng 400-500, đó là chuyện bình thường các bạn nha. Khi mà cái giá trị con cá đẩy lên cao thì cuốn hút nhiều anh em chơi hơn. Còn hiện tại thì cái phong trào nó đã có thể là bão hòa các bạn nha, và kinh tế năm nay thì mình thấy so với những năm rồi thì nó không có bằng, nên là những nhiều anh em chơi cá bỏ rất là nhiều. Nhưng mà các bạn nào mà đam mê về cá bể màu, muốn tìm hiểu về cá bể màu thì có thể theo dõi kênh của mình để biết được thêm từ cái quá trình nuôi những em cá bể màu từ nhỏ đến lớn. Và đam mê cá thì nó sẽ bắt đầu từ những cái cách mà các bạn nuôi từ những em cá đầu tiên, và khi mà các bạn chơi thì các bạn chơi sẽ càng chơi càng ghiền ha. Do là khi mà chúng ta nuôi cá bể màu á thì nó sẽ sinh sản ra và chúng ta sẽ tách thùng ra và chúng ta sẽ cho ăn. Và khi mà các bạn chưa gần sáng sớm á thì các bạn đi cho ăn giống mình nè, thì cá sẽ gom lại bu lại và ăn rất háo luôn. Và đây là bầy coi đen sọt riết bông mà sai tơ là sai còn nhỏ ha. Đó, thì mình sẽ quay từ cái công đoạn cá mà từ những em cá nhỏ những em cá lớn như tất cả bạn xem. Và đây là những em cá coi red e riết bông mà hàng sẽ lớn nha. Thì hôm nay thì mình cũng không có báo giá về cá nhiều. Bạn nào cần clip về giá về cá thì á có thể nhắn qua Zalo cho mình, thì mình sẽ gửi cho tất cả các bạn cái link để các bạn xem về cá ha. Đó. Còn bạn nào thích mà ủng hộ mình những cái loại thức ăn nhỏ nhỏ để giúp cho cá mình tốt hơn, mà là các bạn nào mình có số lượng cá con nhiều mà muốn cho cá nhanh lớn mà số lượng cá còn nhiều và đạt chất lượng tốt nhất thì và bộ màu tốt nhất đến cái độ khoảng tầm 2-3 tuần tuổi, thì có thể ủng hộ mình bằng loại Artemia Mỹ ấp nở các bạn nha. Về thì Artemia á, thì trên thị trường rất là nhiều loại khác nhau, nhưng mà giá thì có thể để cho tất cả bạn trải nghiệm một cái giá ok thì có thể mua thử bên mình về, chúng ta ấp rồi chúng ta cho ăn ha. Đó là những cái sự trải nghiệm cơ bản để các bạn có thể tiếp cận những dòng cá bể màu giúp cho con cá mình nuôi nhanh lớn. Lúc mà mình mới chơi cá bể màu thì mình cũng không có tiếp cận với những loại thức ăn mắc tiền các bạn ha, mình chỉ thức ăn cám và trùng thôi. Đó, nhưng mà về sau thì mình muốn cho cá mình nhanh lớn hơn và nó sẽ chủ động cho được cho tất cả các bạn cái khoảng thời gian trống của mình. Ví dụ các bạn ấp tại nhà thì các bạn sẽ cho ăn tại nhà, các bạn không ngừng đi đâu mua thức ăn hết. Đó, thì các bạn sẽ cho ăn tại nhà, cái sáng sớm các bạn ra thu hoạch và các bạn cho ăn thì giúp cho các bạn chủ động về thời gian. Đó, còn nếu mà các bạn phải đi mua thì lúc này lúc có lúc không nha các bạn nha. Nó thức ăn thì nó là vậy các bạn, nó không phải lúc nào cũng có, trùng chỉ thì dớt theo ngày, có khi ra tiệm cá cảnh mình ra 2-3 ngày liên tiếp mà cũng không có trùng luôn. Thì để chữa cháy, giúp cho cá ăn thức ăn ít dơ nước thì có thể sử dụng Artemia này. Thì loại này phải ấp nở các bạn nha, các bạn chuẩn bị mình một cái bình khoảng 1,5 lít, thì 1,5 lít thì các bạn 1 lít thì các bạn sẽ pha với 30g muối hột, 1,5 lít thì khoảng tầm 45g muối hột các bạn nha, thì khoảng tầm 1,5 muỗng muối hột ăn cơm các bạn ha, cái muỗng mũ á thì khoảng tầm 1,5 muỗng đó thì khoảng tầm 45g. Đó thì chúng ta sẽ nhắm chừng các bạn ha. Còn mình muốn chính xác thì các bạn lấy cân tiểu ly ra bàn cân sẽ bao các bạn độ chính xác tốt nhất và chất lượng nhất. Ấp và sủi oxy cho cái nước đó các bạn, nó sụt trong vòng 24 tiếng thì Artemia sẽ nở hết hoàn toàn. 18 tiếng là Artemia đã bắt đầu tách vỏ dính với con ra khỏi vỏ các bạn ha. Và 24 tiếng sẽ nở hết, thì các bạn sẽ tắt oxy và lượng Artemia sẽ chìm xuống dưới, thì các bạn sẽ cần chặn cái van hoặc là rút cái van ra thì Artemia sẽ tràn ra, thì các bạn sẽ lược những phần vỏ. Nếu mà bạn nào mà kỹ hơn thì Artemia Mỹ thì đa phần các loại nó đều có vỏ chìm, nên là các bạn dùng 2 cây vợt ha. Các bạn có thể đặt trên các trang mạng xã hội về những vật lược Artemia đó, thì sẽ có những cách để các bạn lược, mà là các bạn cho ăn luôn vẫn được, thì vỏ dơ ít chắc các bạn cũng không sao ha, nó cũng không ảnh hưởng gì hết các bạn ha. Đó, giống như mình đang cho ăn này các bạn, thì đây là những cái hồ cá mình nuôi ngoài trời thì sẽ có ánh sáng tốt hơn, chất lượng hơn để cho tất cả bạn xem. Và trong hồ này thì có một em trống các bạn mà nhìn khá là xuất sắc luôn các bạn ha. Về cá bể màu thì mình thích chơi về bộ rồng đỏ nhiều, thì do là những cái bộ cổ á, thì được nhiều anh em ưa chuộng hơn. Và đây là một số hồ mình nuôi cá con ngoài trời thì mình sẽ bỏ ít chậu bà vào, giúp cho cái lượng nước mình nó trong hơn và nó tốt hơn và ổn định hơn. Và lượng Artemia cho cá cho vào hồ nước các bạn cho ăn nhiều vẫn không sao, tại vì nó chết thì nó sẽ phân hủy rất nhanh, tại do là cái con nó còn rất nhỏ và cái hàm chất và lượng chất các bạn trong hồ á, nếu mà nó chết ra nó sẽ phân hủy ra và bộ bạn phải có vi sinh, và nó sẽ là thức ăn cho vi sinh để giúp cho vi sinh tồn tại phát triển, giúp cho hồ bạn trong và chất lượng hơn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem một cái video về chăm sóc cá của mình.
và biết được thêm một số cái cách chăm sóc cơ bản về cá bảy màu và biết cái quá trình cá bảy màu lớn lên và biết được một số dòng cá bảy màu mang tên gì đó các bạn ha. Đó, cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng kênh của mình. Thích mua Atomia hoặc thích mua cá thì nhắn mình qua Zalo để chốt đơn và ủng hộ mình ha. Bye bye bạn, gặp lại tất cả các bạn trong một video khác nha. Cuối video Đức xin chia sẻ với tất cả các bạn những loại thức ăn và thuốc trị bệnh cho cá và cực kỳ ok cho tất cả các bạn nuôi cá tại nhà. Đó, thì đầu tiên là cảm thấy thì từ nhu cầu cơ bản đến nâng cao, anh em nào cũng cần sức khỏe cho cá là phải có thức ăn ha và thuốc trị bệnh. Thì Đức xin chia sẻ với các bạn là cám thái là loại này là 30k/50g và tiếp tục là cám trộn T10 giá là 60. Đó, gồm mix 10 thành phần mix lại với nhau là 50g luôn các bạn, để cho tất cả các loại cá cảnh, cá con, cá lớn, cá ăn đều được hết ha. Và tiếp tục đây là Artemia sấy khô, thì loại này thì các bạn cho ăn trực tiếp vào hồ với mình nha. Thì hũ này là 50g thì cho ăn với lượng vừa phải đó các bạn ha. Đó, thì ăn trực tiếp vào hồ cho ăn lượng vừa phải thì cái loại này thì sấy khô rồi, cho ăn trực tiếp nha. Và loại này là loại đặc biệt của Đức ha, là loại Artemia đó Mỹ ấp nở. Thì loại này cho cá từ 2 ngày tuổi ăn thì giúp cho cá tính 7 ngày tuổi sẽ ăn rất là sung khỏe và lớn ha. Thì đến độ tuổi đó thì các bạn có thể cho ăn được cánh thái nè, bo bo nè, trùng chỉ nè, để giúp cho cá nhanh tăng size hơn. Và tiếp tục khi mà các bạn mà gặp những vấn đề về trục trặc thời tiết mà bị bệnh á và vấn đề không mong muốn á, thì đây là combo Antiset và Barakil. Thì Antiset này á, thì giúp cho cá là trị bệnh túm lắc lừ đừ này ha, còn Barakil là trị bệnh ký sinh trùng và nấm trắng nha các bạn ha. Và đây là một sản phẩm mới và hot trên thị trường nữa, đó là Luca 999 và Tứ Quý 9. Thì hai cái loại này nó đều công dụng như nhau nhưng mà nó khác nhau về cái liều lượng và các bạn ha, nồng độ ha. Đây là Luca 999 là một giọt cho 10ml nước, còn cái Luca Tứ Quý 9 á thì là một giọt cho 1ml nước các bạn nha, giúp cho cá các bạn có thể thoát khỏi tình trạng là ký sinh trùng và nấm và những cái bệnh ngoài da mà đặc biệt các bạn ha, và chỉ rất là nhiều bệnh luôn đó, sát trùng thức ăn rất là ok các bạn ha. Đó, thì đây là những sản phẩm cơ bản về thuốc ha. Rồi tiếp tục là những cái bộ phận của cái bộ áp Artemia, đó là máy oxy này các bạn, và bộ áp ha, bộ áp này 30 còn máy oxy này 55. Và tiếp tục là khi mà các bạn gặp vấn đề tiêu hóa thì bác cộng ha. Và xin chúc tất cả các bạn sẽ lựa thật nhiều cá và thức ăn phụ kiện nha.